Du lịch thì không phải nha các bạn. Nay là chúng ta chơi trò chơi. Chơi gì cái vali này? Lâu rồi mấy đứa chưa chơi trốn tìm đúng không? Vâng. Thì hôm nay mình tổ chức một cái video trốn tìm quanh làng mình, nhưng mà phiên bản nó khác lạ một tí các bạn. Đó chính là trốn tìm kèm theo cái vali du lịch này. Đấy, đây. Mình đã chuẩn bị đây có 2, 4, 6 cái vali ở đây. Mấy đứa đứng ra xa ra. Trong nữa lục hết hàng anh, được chưa? Ừ. Đây là toàn là những món hàng bí mật, được chưa? Anh đã dán niêm phong của đây này. Đây, niêm phong hết rồi nha các bạn. Không ai biết trong này có cái gì hết. Thì bây giờ mấy đứa sẽ chọn vali để đi trốn tìm cùng với cái vali đó. Rồi, nào. Yeah. Rồi, Thảo nhất ở trước. Ủa? À không phải à, nhờ bạn anh đi lại nào. Yeah. Anh chạy ra một tí ra. Quan xe đi. 1, 2, 3. Thắng chưa bởi, tôi chọn trước. Em chọn cái này đi. Ok. Còn em chọn... Cái to bắt khó lắm. Hồ sơ. Chọn nhanh lên. Rồi ok, tiếp là được phần còn lại. Hoàng xe. Yeah. Rồi. Ai hùa. Thôi lắm cái này. 2, 3. Xe. Xe. Anh ơi. Anh yên. Rồi. Lão dần trước, à nhầm trước. Rồi Thảo, lấy cái này rồi. Em cái này. Rồi. Thế em cái này đi. Em cái này đi. Ê, làm cái này. Làm cái nào? Làm cái này thôi. Ok nha các bạn. Nào, lấy vali. Ui, nhẹ đi. Cái gì ở đây nha. Thằng nào to cũng đúng rồi sao. Chưa gì đã phá rồi, báo rồi con này. Không nào đâu các bạn ạ. Chắc chắn chắc. Cái điều kiện bắt buộc là mấy đứa không được mở ra trước khi anh kết thúc cái trò chơi này nha. Người cuối cùng bị anh tìm thấy hoặc không tìm thấy mà chỉ còn một người thì người đó giành chiến thắng và người đó sẽ sở hữu cái vali, đồ bên trong cái vali đấy. Ô, không được mở đây này. Hả? Không được mở à? Có chứ. Ô, thế cái này iPhone 11 Pro Max. Nhưng mà phải kết thúc video thì mới được mở. Nghĩa là kết thúc anh tìm thấy người chiến thắng ấy thì người chiến thắng sẽ được mở và lấy cái đồ bên trong cái vali đấy, hiểu chưa? Vâng. Nội quy là trốn tìm ở xung quanh làng mình, không xuống sông, không leo lên trời. Không đi vào nhà ngủ, ok chưa? Vâng. Rồi, bắt đầu đi. Gì? Đang phố thì trốn này. Này không có máy quay. Ủa, máy quay. À, máy quay. Không được máy quay à? Đây. Bắt đầu đây. Mình đi du lịch nha các bạn. Vác theo cái vali này nặng quá. Không biết có gì bên trong. Thôi bây giờ mình sẽ lên chỗ này kín kín nấp nhé bạn. Mình phát hiện chỗ nấp rồi. Lâu rồi, ba anh em mình phối hợp đây. Cái vali to phà lạt của mình như thế này thì mình sẽ trốn ở trong cái bụi nha các bạn. Mình chôn nó luôn. Long, mấy to phải mấy người quá. Hey, Long ơi Long. Hai ba anh em mình lên kia trên đồi, quả đồi này nấp xong anh sẽ đi tìm anh em mình có thể ngắm view trên kia được mà. Yêu. Đi đi, đây là trên này này. Mình đang định leo trên này nha các bạn. Mục tiêu của mình là nấp ở trên này này. Chơi trốn tìm mọi lần là anh Thái không hay lên đồi các bạn ạ. Tôi chỉ lên ngắm ngắm 2 3 phát thì lại chạy xuống rồi. Nên là mình nghĩ là trên đồi là an toàn nhất. Kệ, người thành công có lối đi riêng các bạn ạ. Mình xuống đây. Ui, bụi rậm này anh Thái còn lâu mới biết. Mình còn chưa qua cái gì nhỉ? Gọi là biên giới các bạn ạ. Ui. Còn chỗ này kín lắm rồi các bạn ạ. Đây à. Rừng keo bao phủ luôn. Cái này chấp mời anh Thái đi tìm mình. Tìm mình. Mình biết là trên này có mộ các bạn ạ, nên là anh Thái không hay dám lên đâu. Bây giờ mình sẽ leo tận trên đỉnh luôn nha. Đến đoạn này bác Bali đi ơi, đoạn này không di được rồi các bạn ạ, không đụng được rồi, không kéo được. Ok lên. Ui ôi, các bạn ơi, nó ở trên đồi này, anh Thái thấy mình các bạn ạ. Ui, anh Thái đang đứng ngoài cổng kìa. Ở đây biết đấy, Thắng ạ. Thắng ở trên đấy biết đấy. Ừ. Các bạn ơi, mình đang có cái mục tiêu mình mà lên ở trên kia. Chỗ kia không có dây lên các bạn ạ. Bây giờ mình xăm anh Thái lại lần nữa. Đợi anh Thái đi tìm mong bắt đầu mình mới lên nha. Không biết ở trong vali này có cái gì mà anh Thái đóng mỗi cái vali một đống băng dính như thế này luôn này các bạn. Đây này. Sợ bọn mình mở ra hay sao ấy.
mà ngày tháng mới được nhận mà không biết mình có được nhận không nhỉ. Thực hiện xem ở trong có cái gì là được rồi. Không còn nhận đâu, chẳng may được một cái nịt. Chẳng may được một cái nịt thì sao có bạn. Không vui đâu. Ở đây có một con rốm rộm này. Ui. Thôi mình không ngồi vali nữa các bạn ạ. Vừa nãy mình ngồi nó xuống xuống rồi. Như kiểu sắp gãy ấy. Đây hai lá keo ngồi luôn. Khoảng 15 phút rồi, bây giờ mình bắt đầu đi tìm nha các bạn. Vừa rồi là bọn nó chạy về hướng này, mình cứ đi hướng này mình tìm thôi. Đấy, thì tại vì cái xóm mình nó ngắn, nó bé rồi các bạn ạ. Ngăn cách với một con sông cho với những cái xóm khác cho nên là rất là dễ phân biệt, nó gọi là có ranh giới để mình đi tìm ấy. Rồi, hôm nay trời rất mát, rất thích hợp để trốn tìm này các bạn. Bên này không biết có thằng nào lấp không đây. Ui, chết ngã. Không có ai các bạn ạ. Nếu mà anh Thái đi đến đấy mình luôn luôn chạy về nhà trốn. Chạy về trốn nhà mình trốn à. Thôi mình chơi đẹp đi, mình không cần trốn đâu, mình ngồi đây chắc anh Thái cũng không biết rồi nha các bạn. Hả, anh Thái lên đây. Thấy bao nhiêu lần trốn tìm anh Thái có lên trên đồi này đâu. Ủa. Thôi mà không sao. Hãy cứ tin tưởng tao, Vinh ạ. Nhưng mà thôi sao? Thôi thôi. Không có. Mấy bụi cỏ này mấy đứa nó không giúp vào đây đâu các bạn ạ. Nó sợ ngứa ấy. Nhưng mà cũng không chắc được. Nằm ở đây vì mấy cái gà nó cắm vào đít các bạn ạ. Vào đít xong rồi vào chân nữa. Đau lắm. Các bạn ơi, mình thấy anh Thái rồi, anh Thái ở phía đường này các bạn. Bây giờ mình lén lén đi quay cho các bạn xem nhá. Ê, kìa kìa kìa. Kìa kìa anh Thái dưới kia kìa. Các bạn nhìn thấy không? Anh Thái dưới kia kìa. Quý. Ui, người cúi xuống thôi các bạn, người cúi xuống. Và khi bọn nó hay chui xuống chỗ này lắm này. Trước chơi xuống tìm là hay chui xuống đây lắm này. Tại vì chỗ này mình ít tìm tới ấy. Đấy. Thằng nào đây? À, mình quyết định là không được chạy rồi. Nếu mà chạy chỗ khác là thất bại nhỉ. Lại chú anh Thái đừng sang đây. Vừa bảo chấp 10 anh Thái mà giờ có một anh Thái mình sắp bị bắt rồi. Mình thấy rồi. Mình thấy một thằng kia. Nhưng mình không chưa đoán được ai thôi. Tao tưởng anh Thái cơ. Tao biết rồi. Mày đừng chui lại cuối đó. Nó chạy mẹ, nó chạy chỗ khác thôi. Không ai các bạn ạ. Chỗ này đẹp này mà không ai lấp qua. Lúc mình như mình nghe có tiếng nói dưới này mà sao giờ không thấy đâu nhỉ. Mà đấy luồn nhanh lắm đấy các bạn ạ. Chả có nhẽ, mình nghe nhầm. Chắc chỉ là con Skibidi đấy các bạn ạ. Ngồi đây nóng các bạn ạ. Mình đi xuống suối chơi nha các bạn. Chị thương gì các bạn. Vừa nó định qua ranh giới các bạn ạ. Suối này các bạn ơi, suối này hôm qua mới lũ nha các bạn. Nước vẫn còn đủ. Ui, thụt đấy. Có gì nào nó giúp trong này không? Ừ. Không nói gì ấy nha các bạn. Anh Thái. Chỗ này đục đục hay là bọn nó chui đâu, bọn nó chui đây lên nhỉ?
tanh tanh nhỉ. Thôi đi lên đi. Rõ ràng lúc mình nghe tiếng người. Các bạn ơi, anh Thái vừa đứng ở đây. Em không thấy mình. May quá. Thần câu này. Vãi. Thần câu của ông nào nhìn nó hoành tráng nhỉ. Đây con. Nước đọng này. À, thương lợn. Thế là thương đã bị bắt. Rõ ràng vừa rồi mình thấy chỗ này đục đục rồi. Nhưng mà ngồi đây mà. Ngồi đây à? Thế sao ngồi anh đi vòng lối kia mẹ chui ở đây. Ui trời ơi. Sao lại không trèo sang bên kia? Thế là thương bị bắt rồi nha. Rồi tịch thu tài sản. Thương xách vali đây em. Anh bảo rồi, nấp chỗ nào kín kín mà đừng có chạy. Rồi em mở ra đi. Ấy. Chắc thế này. Chắc thế nhỉ. Bên đây. Này, bên này, bên này. Tôi nhá. Ui, thằng đồ ăn đuôi này ơi. Wow. Thương này à. Thương ở cái vali của Thương này toàn đồ ăn vặt luôn này. Sách. Bánh tráng này. Mệt hết cả người. Tổ vịt này. Bim bim, coca, kẹo dẻo, rồi thì Lego, xúc xích, quạt, cầm tay, các kiểu rồi. Nhưng mà Thương bị bắt đầu tiên cho nên là những cái này là Thương không dành được hết nha. Đây, cho Thương chai nước uống cho đỡ mệt thôi. Vâng. Còn đâu lại đóng vào mang về cho anh nhá. Vâng. Vậy là Thương thất bại rồi. Đó, anh Thái đấy. Bây giờ mình sẽ đi tìm người tiếp theo nha. Đi. Mình đoán biết ngay dưới này có người mà. Kinh đấy con bé cả lá cây đấy lầm nữa sợ thật. Một đứa là bên kia, đứa là bên này à? Vâng. Trời ơi. Em thấy anh Thái đi qua đây em đang nói chuyện với các bạn thì anh Thái cầm một cái cây ngay đấy. Đang ngồi qua đây em đi đứa bên kia mà. Nhưng mà anh thấy cái Thương à dẫm một nước ấy, thế à bung nó sóng nước ra. Mình ở bên nói chuyện với Thương mà lòng không biết chạy chỗ khác nhỉ? Chạy bằng mắt, cái này nó sọt 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 cái gì? Vác cái vali to cụ lũ này anh Thái đoàn mang em chạy á? À? Ai bảo chọn vali to á? À? Em chọn đâu? Thế còn mình biết cho, muốn biết trong vali này có những cái món quà khủng nào không? Có nhỉ? Mở xem, mở xem. Ok. Cái gì đây? Con số gì đây? À, một cái nịt à? À, cái nịt. Hay người ta cho nịt vào đây và làm quà tặng không? Ông. Gì đây? Nhưng mà của Long đâu, Long đâu sáng đâu. 200 nha các bạn. Sung sướng quá đi hả? Hình như là Long bị bắt rồi các bạn ơi. 200 này vẫn là của mình. Mình xít nữa thì bỏ qua một cao thủ ẩn nấp đây nha các bạn. Thôi, vậy là hai đứa thất bại rồi. Di chuyển về nhà đi. Cầm vali về, bây giờ anh sẽ tiếp tục đi tìm. Cố gắng, còn 4 đứa nữa nha các bạn. Anh Thái vậy các bạn. Các bạn ơi. Thôi các bạn ơi. Anh Thái gần mình rồi nên là mình hạn chế nói chuyện nha. Thằng Vinh thì nó bảo là trốn ở đây nguy hiểm quá nên là nó chạy đi ra chỗ khác rồi các bạn. Rồi chỉ còn một mình ở trên đồi này thôi. Không biết bọn nó dám lên đây lấp không nữa. Nhưng mà tại vì lần này là có phần thưởng trong vali nên là bọn nó dám đấy. Nếu mà muốn nấp phải có 2-3 thằng nấp ở trên này. Ghê thế. Đây này. Nhà hay là cái chuồng lợn ấy hay là cái mày bị hâm à? Chỗ này người ta vừa mới đào đi mà nắng cái gì ở đây không? Ở cái nhà nhỏ nhỏ này cơ mà, nhìn thấy chưa? Mày nhìn trong camera, mày nhìn thấy camera xoay anh trời em đấy ai vô nhìn trong ghế đây. Đấy, đúng mà nhà mà đúng rồi, nhà nó người vô gia cư ấy. Mày điên à? Người vô gia cư thì nó cũng phải cao tầm 1.5 m ấy. Nhà này được chưa được 1 m nữa. Đây là người ta đang xoay cái gì đây này, xoay lăng á. Quái đáng thiệt đó chứ. Ui dồi, đây là cái tủ bạn. Cái tủ. Rồi. Cái tủ người ta mang đây người ta xếp. Ui, chết cao to rồi. Anh Thái lên trên này. Mình bây giờ phải chạy. Cái này nấp thôi các bạn ạ. Ta thấy còn bị gai cắm nữa. Ôi. Nhìn khiếp chưa? Quả vực gớm nha. Sợ thật, không đi gần vào những chỗ này đâu.
ta thấy rừng này nhiều sâu lắm quá các bạn ạ, mình đang ngứa người rồi. Đấy, à. Ủa. Gái nữa bạn, gái. À, quái đản thiệt đấy chứ. Mình thấy cái gì nó nhấp nhô rồi, quái đản thiệt. Mà sao các bạn ạ? Các bạn ơi, mình thấy như này phát hiện mình rồi. Mẹ thằng Thắng này. Mày gào gì Thắng? Mày dọa tao. Hay là bảo em thấy anh Thái nhìn em từ chỗ này. Mà anh không nhìn thấy mày. Mỗi lần anh Thái tìm mày, em đâu anh Thái lên đây mà hôm nay tự nhiên nó lại lên đây hả anh Thái nhỉ? Tại vì anh không định lên đâu, nhưng mà anh đi ra anh kia anh thấy chỗ kia nó đốt rồi, thế là rất là thoáng. Nên là cứ đi lên đây thử. Ai ngờ tóm được Thắng. Thằng Vinh nó bảo vừa em anh Vinh nó đây, nhưng Vinh nó bảo đây nguy hiểm lắm, thế đây là nguy hiểm à? Té đi rồi. Đúng rồi. Anh không định lên đâu, nhưng mà anh đi ra anh kia anh thấy chỗ kia nó đốt rồi, thế là rất là thoáng. Nên là cứ đi lên đây thử. Ai ngờ tóm được Thắng. Vậy là Thắng đã bị bắt. Muốn biết trong vali của em có gì không? Rồi mở ra đi em. Cái lông thương bị bắt rồi anh. Lông thương bị túm rồi. Hoa chiên này. Ôi ơi, hoa chiên này. Pizza. Pizza tương ớt các kiểu các bạn ơi. Thôi bây giờ em lấy ra ăn thử cái món này xem ngon không nào. Có thể ăn thử món kia đi anh Thái. Không. Trời ơi. Này cái nước sốt nó ấy ra đây này. Nước sốt nó chảy ra đây rồi. Còn thế lúc ấy mình thua mình mở ra trước anh Thái nhỉ. Thế là vi phạm luật rồi. Thôi. Em xách cái đấy về vừa ăn vừa đi. Pizza này anh sẽ để phần cho chó. Em đóng cái vali vào. Và di chuyển về nhà nhá. Vậy là mình đã tìm được 3 người rồi, bây giờ chỉ còn Thảo, Thùy và Long. Vinh. Rồi, đây mình vào đây xem qua ai không nhá. Trong này không có gì đâu các bạn ạ. À. Đây là vào nhà người ta mất rồi. Bọn này lấp đâu nhỉ? Nó kêu có tròi gì kia? Hay là bọn nó sang bên kia nhổ lạc cho mẹ nó rồi? Đây. Quái đản được chứ. Đây là bị phát hiện rồi. Lắp yên đây à? Vâng. Trời ơi, thương cái đống quái quá là lắp bét hết rồi các bạn ơi. Thôi, em có muốn biết trong vali em có gì không? Có gì anh Thái? Mở ra xem. Wow. Gì anh Thái? Đây, trong này này. Mơ. Wow, một đôi giày nha các bạn. Giày mới à. Có giày khủng bố. Rồi. Giày này thì nếu mà Thắng hoặc thằng Long nó mà bốc được vào cái này thì khả năng nó vừa ấy, đôi giày thể thao. Nhưng mà mỗi tội là em không giành chiến thắng thôi, vậy là em không giành được cái phần thưởng này nha. Thế rồi. Là dành cho những người đi tìm. Rồi. Đúng rồi, Thắng rất là ga lăng nha các bạn, nó hộ Thùy xách đôi giày về, em chỉ cần cầm cái vali về thôi. Rồi, bây giờ là chỉ còn Thảo với Vinh thôi, bây giờ tiếp tục đi tìm. Đây có một cái vườn rất là rộng nha các bạn, không biết là bọn nó có chui đây lắm không? Thế trước là mình có quay trốn tìm trong cái vườn nhãn này ấy. Nguyên vườn nhãn và vườn bòng này rồi các bạn ạ. Nữa sim đến mùa sim chín thì mình sẽ quay một cái video đi vặt sim các bạn nhé. Đây vào đây thử. Này, rộng mà đây tàn sim là sim luôn. Sim đầy quả đi các bạn ạ. Đấy. Đi bắt thôi mà cũng phải đi nấp không thì nó chạy mất các bạn ạ. Tao phải cầm vali về nhanh ấy Vinh. Ôi, mệt quá. Em thua à? Thôi rồi. Thế là Vinh này nó không giúp vào những cái bụi này. Thế là nó theo dõi mình các bạn ạ. À. Thôi, em không biết trong vali, em có muốn biết trong mày có gì không? Có. Đây, mở xem. Một cái bình đựng nước có dây, có ống hút, chỉ giá 94.000. Rất là cụ tè. Vậy là Thảo là người giành chiến thắng nha các bạn. Bây giờ Thắng vặn cái loa to lên rồi gào cho Thảo ra đi xem nó ở đâu nào. Thảo là người giành chiến thắng nha các bạn. Bây giờ cùng đi về gặp
người vua trốn tìm với vali để xem là Thảo sẽ nhận được giải thưởng là gì nha các bạn ơi. Vậy là trò chơi kết thúc và vua trốn tìm ngày hôm nay cùng với vali chính là Thảo đen. Trong vali mày có gì? Thảo dê chưa? Thảo dê chưa? Thảo dê. Đấy, dê rồi. Đây, đây là cái vali của Thảo đen nha. Đây rồi em tháo ra đi. Hồng ấy. Hồng mà. Có nhẹ nhẹ này em, nhẹ nhẹ này em nghĩ là cái gì? Tiền này nè. Tiền à? Đúng rồi. Tiền rồi. Không, chỉ chưa chắc đâu. Có thể là một nhiều vali có tiền lắm. Một nhà anh không biết đâu. Tại vì đây là chị Hằng với lại mấy thằng cu edit nó xếp đồ vào. Đấy à? Không biết trong này có cái gì. Hai ba. Wow, xịn đấy. Mua trong nắng, mua trong nắng. Quái đã kìa. Hahahaha. Nó ngồi nó cứ tìm tìm giống là trộm nữa, giống là trộm nữa. Mò nào. Đấy, nó trộm nữa, nó trộm. Thôi lát rồi đấy, Thảo ạ, thấy sáng lắm gì. Bài ông kính rồi các bạn, phát biểu cảm nghĩ à. Thế sáng lắm gì Thảo ơi, trà này chua còn hơn đấy Thảo ạ. Đúng rồi. Khói. Khói. Ai bảo mày không lấy vali to của tao. Cái này nó có cái ok đây này. Đây. Phần thưởng của Thảo đây được gọi là một cái mũ chống nắng kèm khăn che mặt trùm đầu. Và lá cành các kiểu nha. Đấy. Đảm bảo Thảo ngày nào đi quay cũng đội cái này. Năm sau các bạn không nhận ra Thảo là Thảo đen luôn, gọi Thảo là Thảo trắng. Đấy. Trắng không? Thảo quay. Thảo quay. Thảo black. Thôi. Rồi, thôi. Rồi đội vali chào các bạn nào. Vậy là cái video trốn tìm với vali quanh làng của mình đến đây là kết thúc rồi. Và người giành chiến thắng chính là Thảo đen với phần thưởng là một chiếc khăn đội đầu. Rất là style. Rồi, lâu lâu mình mới quay trở lại làm cái series trốn tìm này. Mong các bạn ủng hộ tiếp bọn mình bằng cách like, chia sẻ video nha. Và có ý kiến gì thì để lại dưới phần bình luận nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn. Bye bye.